Lê Phương đăng status cho con trai, nhắc nhẹ về sự tệ bạc của Quách Ngọc Ngoan với máu mủ của mình. Rớt nước mắt đọc bức tâm thư của Lê Phương, nữ diễn viên chia sẻ những ngày tháng khó khăn khi cô sinh bé cà pháo. Đối với Lê Phương, dường như câu nói hồng nhan bạc phận chưa bao giờ đúng đến thế. Nhìn lại, đường tình trắc trở của nữ diễn viên khúc tương tư không ít người phải xót xa. Còn nhớ khoảng thời gian khi Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan thường xuyên xuất hiện cùng nhau, làm dấy lên tin đồn hẹn hò, nam diễn viên đã liên tục phủ nhận, thậm chí còn cho rằng đây là tin đồn vớ vẩn. Trước sức ép cũng như áp lực quá lớn từ dư luận, Quách Ngọc Ngoan bỗng lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm giữa mình và Lê Phương. Cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng vào tháng 3, 2012. Tuy nhiên, sự vội vàng của đám cưới này làm nhiều người không khỏi lo lắng cho sự hạnh phúc của nữ diễn viên. Không ngoài dự đoán, tháng 6, 2014, Lê Phương đâm đơn ly hôn lên tòa. Sau đó ít lâu, cô đăng tải những dòng chia sẻ rất dài trên trang Facebook cá nhân, nói về sự bội bạc của chồng cũ. Không hề có trách nhiệm với con như những lời từng nói trên báo chí. Lê Phương cho biết, Quách Ngọc Ngoan hoàn toàn không cấp dưỡng tiền nuôi bé cà pháo. Sự việc trở nên ồn ào khi cả hai không ngừng công khai dành cho nhau những lời lẽ gay gắt. Lê Phương từng tiết lộ trước kia, khi còn là vợ chồng, Quách Ngọc Ngoan nhiều lần mượn cô tiền. Đó là số tiền cô đã phải đổi từ mồ hôi nước mắt và máu, phải xa con đi làm cực lực. Nhưng đến giờ Lê Phương chấp nhận ly hôn và nuôi con với hai bàn tay trắng. Xem như tôi dùng số tiền đó để làm từ thiện. Tôi mua đất cho con mình, mua sự bình yên trong lòng trước những sóng gió anh đã và đang gieo hết lên đầu tôi. Để tôi còn có thể bình tâm mà đi làm kiếm tiền nuôi con nữa, con đã thiệt thòi quá nhiều rồi. Trong khi cha đồ hiệu xa xỉ, suốt ngày tiệc tùng, làm gì còn thời gian để nhắn tin gọi điện, chứ đừng nói là cứ 5 ngày về thăm con một lần. Thì mẹ phải chạy từng hộp sữa nuôi con, bởi mẹ nó muốn con mình lớn lên bằng chính sức lao động của bản thân, không dựa dẫm nhờ vào ai cả, Lê Phương xót xa viết. Con trai của Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương khi lên 2 tuổi. Sau khi Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan ly hôn, cà pháo ở với mẹ. Từ hồi còn nhỏ, cà pháo đã rất biết yêu thương mẹ. Hình ảnh cậu con trai chạy tóc cho Lê Phương khiến nhiều người xúc động. Mới đây, Lê Phương đăng tải bức tâm thư trên trang Facebook cá nhân. Cô chia sẻ những ngày tháng vất vả nuôi bé cà pháo. Khốn khổ không có xu dính túi. Bố đẻ phải đưa cho cô 500 nghìn để mua sữa cho con. Nhiều khán giả đã quá bất ngờ và thương xót khi đọc được đoạn tâm sự đầy ý nghĩa này của nữ diễn viên. Cô viết: viết cho con trai tuyệt vời của riêng mẹ cà pháo. 2 tháng 9 2012, mẹ con mình đã bên nhau 6 năm 6 tháng 6 ngày rồi. Biết bao nhiêu điều mẹ muốn nói với con, có những điều phải đúng tuổi đúng lúc. Còn ngay lúc này, mẹ muốn con biết rằng mẹ đã luôn biết ơn số phận khi đã đưa con đến với mẹ. Mẹ nhớ con từng hỏi: mẹ ơi, sao mẹ lại đẻ trúng con ngày này vậy? Tại sao lại là mẹ mà không phải cô Phương Hằng hay chú Thanh Thức vậy mẹ? Lúc đó mẹ đã bật cười. Con lại nhanh nhẩu, mẹ biết hôn. Lúc đó bác sĩ hỏi con thích làm con ai. Con suy nghĩ một chút xong, con thấy trái lê. Con nói với bác sĩ con thích ăn lê, nên con chọn Lê Phương. Con yêu mẹ Phương vậy đó mẹ. Chắc không cần kể thêm thì ai cũng hình dung được cảm xúc của mẹ lúc ấy thế nào. Mẹ chỉ biết ôm chặt lấy con, hôn ngửi, hít hà liên tục, thật nhiều. Mẹ hạnh phúc, mẹ xúc động, mẹ thấy mình thật có phúc, thật sáng suốt khi đã quyết định giữ lấy con bên đời. Con trai quý của mẹ, ngày mang bầu con là tháng ngày vừa bình lặng, mà cũng vừa tăm tối nhất đời mẹ. Mẹ từng lo nghĩ con sinh ra sẽ buồn bã thụ động, hay tệ hơn là thành trẻ tự kỷ. Thật may con đã sinh ra lành lặn, khỏe mạnh. Và bây giờ con là một cậu nhóc hoạt ngôn, thông minh và sâu sắc. Ngày sinh con mẹ trắng tay, nương nhờ bà ngoại. Ngày đó cầm trên tay 500 ngàn của ông ngoại vừa lãnh lương cho mẹ mua sữa, mẹ cố gắng che đi sự xấu hổ tuổi thân. Thầm nhủ lòng phải hết sức cố gắng, phải vượt qua nghịch cảnh của mình. Vì hiếu, vì con, với quyết tâm cho con đầy đủ lớn lên không bị choáng ngợp sa ngã, đánh mất bản thân bởi những cám dỗ xa hoa, mẹ chấp nhận sống xa con và lao vào công việc. Gửi con cho ngoại, mẹ biết mình ích kỷ, nhưng mẹ chỉ có thể làm như vậy. Bạn bè từng trách mẹ, con mới bập bẹ mà dạy thuộc lòng, đàn ông không được khóc, uy tín trách nhiệm. Mẹ đã mặc, cứ như vậy mẹ dạy con theo cách riêng của mình. Con nói chuyện rành hơn, những câu hỏi ngây ngô như thắt chặt tim mẹ. Mẹ đã chọn cách nói sự thật, không tránh né, về một câu chuyện tươi sáng mà bị đặt giả dối. Cũng có người trách, mẹ con nít biết gì, cần gì. Con nít cần biết sự thật. Từ nhỏ đã dạy giả dối thì sao mong con khôn lớn tử tế chân thành. Dẫu có tổn thương nhưng đó là cách để con đối diện với số phận mình, để mạnh mẽ trưởng thành, để không bị chi phối yếu đời trước những tâm hồn ma quỷ. Con là mùa xuân của cả gia đình mình, cà pháo à.
Bao nhiêu lần mẹ nói sẽ đưa con lên Sài Gòn là bấy nhiêu lần ngoại buồn ngoại khóc. Mẹ biết ngoại không đơn giản là bà, mà chẳng khác gì người mẹ thứ hai của con. Từ lúc biết con có mặt trên đời đến tận bây giờ, không nhờ sự dữ dằn ghê gớm như kẻ ác đã thiêu dệt về ngoại, thì chắc chắn mẹ con mình đã sóng gió vất vả cay đắng hơn nhiều. Mẹ và bà là vậy đó, miễn con bình yên thì điều tiếng gì cũng chẳng màng để ý. Chỉ cần biết mỗi khi hỏi con muốn lên thành phố với mẹ hay ở lại Trà Vinh với ngoại, con phân vân hồi lâu rồi trả lời khó xỉu quá. Vậy là cả hai người phụ nữ cười tít mắt, ngập tràn trong hạnh phúc. Mẹ lấy chồng, mẹ sắp có em. Thấy con kính ba, nôn nóng mong em từng ngày mà mẹ thương không tả nổi. Tình thương trong con như dòng suối trong veo, len lỏi hòa tan những buồn phiền lo lắng của mẹ. Một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương vô bờ của mẹ và ông bà ngoại, bây giờ có thêm ba Kiên và ông bà nội. Mẹ tin con lớn lên sẽ là một người đàn ông biết yêu thương và tôn trọng phụ nữ, thiện lương và ấm áp. Ngay lúc này, càng êm ấm bình yên, nghĩ đến con, mẹ lại xót xa yêu thương con vô cùng. Có lẽ vậy mà đôi lần mẹ vô lý khi cố gắng tranh cãi với ba với ngoại chỉ vì muốn bù đắp cho con tất cả những gì con muốn. Biết làm sao, tình mẫu tử đôi khi lạ thế, bao dung và mù quáng. Mẹ gặp ba Kiên, ba không giàu, nhưng đủ để nuôi dưỡng tâm hồn con đẹp đẽ trọn vẹn. Mẹ hiểu, sẽ đến lúc mẹ không thể cùng con chia sẻ mọi điều, không được ôm con thật chặt, hôn con thật lâu như bây giờ nữa. Ba sẽ thay mẹ là điểm tựa vững chắc để con luôn tự tin, kiên định với những quyết định của mình. Mẹ sẽ luôn ở phía sau dõi theo, dành cho con tất cả những gì tốt đẹp nhất cuộc đời mẹ. Cả gia đình mình, ai cũng yêu thương con thật nhiều, mãi mãi. Cà Pháo, thiên thần của mẹ, hãy là người đàn ông chính nhân quân tử như cái tên mẹ gửi gắm kỳ vọng nhé, Thiên Quân, mẹ Lê Phương của con. Cà Pháo lúc nào cũng tình cảm như vậy, mong ngóng từng ngày đứa em trai của mình chào đời. Đã được gần 7 tuổi nhưng cậu bé vẫn cuốn quýt bên ông bà ngoại. Lê Phương hạnh phúc viên mãn bên Trung Kiên và bé Cà Pháo. Dù Cà Pháo là con riêng nhưng Trung Kiên luôn quan tâm rất chu đáo đến bé.